Wow, nhìn trời kìa các bạn. Phía đằng xa xa, phía đào thào chỗ tháp Kauri, sương mù không. Hôm nay mình ăn quán y đồ nè các bạn. Nào, ở đây nó có nước refill, nước ngọt refill ly khổng lồ. Đây là cái iPhone 12 của mình nè. Đó. So sánh với cái iPhone thấy nó bự không? Ly ly này uống hả? Hết buổi, no luôn. No nước xong cái đi 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 refill lại ly mới. Quán này quán Edo Japan, bán món Nhật, có mì ramen, có cơm chiên teriyaki các thứ rồi cũng Má được này lắm. má này ăn lần là phải ngồi góc đó đó, ngồi góc đó, Bữa ngồi ngay góc đó. ngồi hai cái bà rồi ngồi cái bà. Đây là mì ramen với tôm. Tôm này là áp chảo xong nấu với mì, là mì nước, tại mùa ăn trời lạnh nó ăn mì nước cho nó có cho nó nóng nóng. Còn bên này là mì soba với lại bò teriyaki với nấm, món này ngon các bạn. Ăn một phần này thôi cũng no nữa. Tổng hết nhiêu ta? 44 44 đồng hả? Em thấy ăn mấy quán này nó lúc nào làm cái broccoli này cũng xanh nước á. Thật ra là nó chiên sơ à. Hôm nay bạn Sam đang đi lựa đồ cho con nít. Đâu đưa ra coi. Đó. Đẹp nè. Đưa cho con nít. Đây là chỗ bán đồ cho con nít. Quần nhỏ không? Mình đang mua đồ cho bé sơ sinh. Tại vì nó gì đó, nó đang giảm giá. Một lốc này là 5 cái là 40 mấy đồng á. Nè, đây. 50 mấy đồng hoặc là có cái 40 mấy đồng. Quay đi đường này, quay quay phân đường. Nhà đầu cây với trái. Bữa đi coi căn này nè, căn bên trái nè mà. Hồi kỳ con mới qua đây con cũng đi coi căn này nè, nhưng mà cái căn đó nó bên trong thấy ngoài thấy đẹp đẹp chứ trong cũ xì. Khu này nó xây nhà đẹp quá. Bây giờ nó có nhà cá nhân nữa phải không? Cũng có nhưng mà có ít Có nhưng mà ít. đó, nhà cá nhân giống như nhà đó là nhà cá nhân đó. Mà tiền không, nhà trong đau thang này tiền không. Đó, mấy cái nhà bên này nè. Mua trong đây chi cho chật, sao xới đất sao cao nè. Hồi kỳ cũng tính ở cái khu này nè, ở cái khu villa, ở khu khu chung cư này nè. Cái này cao quá trời. Khu chung cư này đẹp lắm á, ở trong đẹp, ở trong nó sạch sẽ đẹp, nội thất đồ mới nhưng mà cao lắm mà. Không, tùy lầu mình ở, nhưng mà này đâu được chừng 5-6 lầu à, bên của mình là 7 lầu 8 lầu luôn. à, bên mình cao hơn. Bữa coi căn căn ở đây mà coi căn có một phòng ngủ mà nó đã là ngàn mấy rồi. Đây là quán heo quay Trần Minh.
chuyên bán các loại vịt quay heo quay nổi tiếng Calgary, rất nổi tiếng các bạn. Đây là khu cũng một khu giống như Chinatown vậy, nhưng mà khu này thì nó không có vẻ, không có nhìn giống Chinatown cho lắm. Có phở Ánh Huyền mà mình chưa ăn, mình chỉ biết là tiệm Trần Minh này thôi. Rồi sau khi mua về thì đây là xúc xích lạp xưởng nha các bạn. Đây là vịt, ý lộn, gà quay. Đây là ba cái đùi, một cái đùi bự luôn á, chứ không phải là một cái đùi nhỏ nhỏ vậy đâu ha, nó một cái đùi bự vậy nè. Đó, đây là hai cái, này là ba cái. Còn đây là cánh vịt. Cái này thì người ta chỉ luộc lên thôi. Cái này chắc là mình chấm mắm gừng hay gì đó nó cũng nó sẽ ngon. Còn ngoài đây là vịt quay, nửa con vịt 15 đồng 50 cent. Chưa biết mùi vị thế nào, nghe có nghe đồng là rất là ngon. Mà mình thấy có nước chấm là ngon rồi đó. Ở này là mình mua bánh mì ở Curry Co-op. Một ổ này là 2 đồng. Đồng 99. Cả nhà ăn no nê. Ok, đây mình mua một cái set đồ cho con nít nè các bạn, cho thằng cọp. Bây giờ mua thì có vẻ là hơi sớm, còn tới tận 3 tháng hơn nữa lận. Nhưng mà tại vì đang Black Friday với lại có phiếu giảm giá các bạn, mình mua luôn. Các bạn thấy dễ thương không? À, hình này hình con lười nè, Hanging with Daddy nè. À, rồi đây là bộ siêu tập lười, gấu koala với con chồn con gì đó. Rồi là Mama Little Buddy nè, này là con trai con gái gì mặc cũng được tại còn nhỏ mà. Cái bộ nâu này dễ thương nè các bạn, đẹp dễ sợ. À, cái bộ này màu nâu, cái áo này màu nâu luôn nè. Đó, White One. Đó, bộ sưu tập của thú hoang dã. Thì một set này là các bạn, là mình mua, cái giá này là 42 đồng 95, là cái giá trên tag. Còn mình mua là được giảm 50%, tại vì Black Friday được giảm 50%, là còn khoảng 21 đồng. Với lại mình có cái phiếu mua hàng trị giá 50 đồng nữa. Trên thành ra mình mua nguyên bộ này không tốn xu nào hết. Đó, mua lấy phiếu mua hàng, mua trên không tốn xu nào hết. Trên sẵn có dịp đi mua luôn các bạn. À, đây là mấy cái đôi vớ. Vớ này thì người ta ghi là từ 6 tháng đến 10 đến 1 tuổi lần. Nhưng mà mình không thấy cái đôi vớ nào nó nhỏ hơn á, cho thôi sẵn tiền rồi mua luôn. Còn mấy cái vớ này. Rồi, còn ở đây là cái áo dành cho infant, newborn á. Này là newborn mới đúng. À, thì cái dạng bây giờ người ta có cái dạng là phật bát tia hai đầu nè các bạn. Đó, kéo lên đây hoặc là kéo xuống, là bên nào mình kéo cũng được. Đó, ở trên này cũng có nữa nè các bạn. Đó, cái dạng này để mình thay tả dưới đây á thì mình kéo lên, còn nếu mà mình thay nguyên bộ thì mình kéo xuống, mình lột xuống hết luôn. Đó, bộ này là dành cho newborn, trẻ sơ sinh mới sinh ra. Mình còn sợ cái này nó bự nữa chứ, không biết là bự không nữa. Tại cái size này là dành cho dân Tây, còn dân châu Á của mình thì mình nghĩ chắc nhỏ hơn. Đó. Rồi, bộ này là bộ con cọp. Đó, tại vì hàng nhóc nó sẽ là tuổi cọp, cho nên mình mua một bộ con cọp cho nó luôn. Đó, thiếu đồ nè. Này lại có phần mê tuy, nhưng mà phần mê tuy 2 đầu luôn nè các bạn. Ủa có 1 đầu à, là phần mê tuy trên đây kéo xuống thôi các bạn. Bộ này thì nó ghi là từ 0 cho đến 3 tháng, từ lúc mới sinh cho đến 3 tháng, nhưng mà mình nghĩ cái bộ này hơi bự. Rồi, còn cái này là cái áo lạnh. Đó. Từ không là dân Tây, còn 3 tháng là dân Việt. 3 tháng mà là dân Việt, 3 tháng là dân Việt. Đó. Còn không là dân Tây. Cái áo này thì mình mua ở Baby Gap. Cái này cũng ghi từ 0 đến 6 tuổi. Ý lộn, từ 0 đến 6 tháng. Nhỏ xíu, dễ thương các bạn.
quá trời dễ thương luôn. Đó, không tay đàng hoàng nha. Đó, newborn thì chắc không mặc được cái này chừng 3-4 tháng gì đó thì mình sẽ sẽ cho mặc. Tại thấy dễ thương quá mình mua luôn các bạn. Rồi, còn đó, hai đây một set hai cái. Set hai cái này cũng 40+ đồng. Đó, nói chung là được giảm 50%, xong rồi mình mua bằng thẻ quà tặng á, mình xài ngân hàng nó tặng á. Cho nên thành ra là mua hết cái đống này luôn các bạn, là không tốn xu nào hết. Đó. Giờ mình đi bây giờ là 8 giờ tối rồi. Thì hôm nay chủ nhật cho nên hàng gà mình làm vài món ăn chơi ăn nhậu buổi tối. Mà thiếu bia, bây giờ mình đi mua bia. Thì mình ở khu này á, ngay bia xuống dưới đây đi chút xíu à. Là nó có một cái liquor ha, là để bán bia rượu á. Thì mình sẽ giờ cho các bạn xem. Rồi. Ở đây là đi ra khỏi tòa nhà của mình. Đây. Rồi bây giờ buổi tối rồi cho nên đường xá vắng hơn, với lại trời cũng se lạnh. Nay đường vắng quá các bạn, đường vắng que. Bây giờ mình đang đi trên trục đường 17, đang đi bộ. Đến tận hôm nay mà chưa có tuyết luôn các bạn. Trời vẫn chưa có tuyết gì hết. Bên kia là một số cái quán nhậu. À, chắc là nhậu xỉn rồi. Đây là một cái bãi đậu xe. Hả? Cái liquor trước mặt nè các bạn, nó màu vàng vàng nè các bạn. À, các bạn thấy là liquor depot. Liquor depot. Mình có đọc cái chữ depot rồi. Chữ này là cái kho, có nghĩa là cái kho, cái nơi lưu trữ. Cái kho mà tiếng Pháp nó gọi là depot. Đây, mình mới mua bia về. Bia này là bia của Canada, tên là Motion. Uống cũng ngon lắm các bạn. Mình thấy uống cũng giống Budweiser. Đó, mình mua 2 4 6 8 lon. Hiện đang có giá khuyến mãi là 16 đồng. Đó, như vậy đây là một món ốc xào bơ tỏi của bạn Sam, rất là ngon, ăn rất là bắt bia. Hồi nãy mình đi mua bia mình quên mất cái mình đi làm cái ID rồi, cái ID mới. Cho nên thành ra không có cái ID để đi mua bia, cái phải lấy cái ID trong điện thoại, người ta cũng chịu luôn các bạn. Cái ID mà mình chụp mình scan vô điện thoại á để đi ăn nhà hàng á, cũng người ta cũng chịu luôn. Ở bên này đặc biệt một cái là khi các bạn mua bia rượu, những cái thức uống có cồn á, là bắt buộc phải là có show ID ra, là bạn phải trên 18 tuổi người ta mới bán cho bạn, còn không được mua đó. Mình mặt cũng già lắm mà, tại mà để nhiều khi đeo khẩu trang á, người ta không có nhận ra cho nên người ta bắt show ID, khổ lắm. Ok, giờ mình ăn thử một miếng nha các bạn. Ăn này uống bia ngon lắm bạn. Ok, hôm nay là ngày cuối tuần, chia sẻ các bạn vậy thôi. Ok ha, cảm ơn các bạn đã xem. Có gì bấm like cho mình và đừng quên vào kênh của mình, bấm vào nút subscribe, nút đăng ký, cũng như cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều thông tin ở Canada nữa nhé. Bye bye các bạn.